Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay Bảo Khánh xin giới thiệu sản phẩm cặp bò tót gỗ xưa. Để quý khách yêu thích sản phẩm, vui lòng liên hệ với Bảo Khánh để nhận tư vấn và sở hữu sản phẩm trong thời gian sớm nhất nhé.